Vâng, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại cùng với Kiều Anh Em Gái Miền Trung. Nhân dịp đầu năm mới, Kiều Anh xin được chúc cả nhà chúng ta sẽ có một năm thật hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Hiện tại thì mình đang có mặt tại một điểm check-in chụp hình Tết của thành phố Quảng Ngãi. Và bây giờ xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng khám phá địa điểm này nhé. Vâng, điểm ấn tượng của vườn hoa này chính là cái phần không gian trang trí phía bên ngoài. Vâng, trước mắt của cả nhà chính là mặt tiền của vườn hoa. Và xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm hình ảnh của chiếc đồng hồ này nha. Thực ra đây chỉ là một nửa của chiếc đồng hồ thôi. Và trên chiếc đồng hồ được khắc những con số và cũng như là được trang trí những cái chậu hoa màu vàng. Bên cạnh chiếc đồng hồ thì cả nhà chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm hình ảnh của dòng chữ là 2021. Đây là hình ảnh các cả nhà có thể nhìn thấy là cái số 2021 này được khắc họa rất là tinh tế đúng không ạ? Và trên cái số 0 á thì cả nhà có thể nhìn thấy đây hình ảnh của biểu tượng con trâu. Vâng, đây là một cái vườn hoa nằm ở đoạn ngã tư giữa Nguyễn Văn Linh với lại là Trần Văn Trà. Và đối diện của vườn hoa này chính là khách sạn Mỹ Trà. Và bên cạnh khách sạn Mỹ Trà sẽ là có một cái cây cổ thụ rất là to. Thì anh sẽ chia sẻ đến cả nhà hình ảnh của cây cổ thụ đó. Vâng, chú mắt cả nhà chính là một cái cây cổ thụ rất là to, có từ lâu đời và Kiều Anh cũng không biết là có từ khi nào nữa. Và cây này đã nằm vào trong là cây di sản của Việt Nam. Cả nhà thấy cái tán cây rất là to che bóng mát của cả một cái đoạn đường. Và ở phía dưới cây thì được trang trí những cái chậu hoa vạn thọ nhiều màu sắc và cũng như là những cái giỏ hoa khác nữa. Ngay phía bên tay phải của Kiều Anh chính là lối vào của vườn hoa, là một cái tiểu cảnh để chúng ta có thể chụp hình trong dịp năm mới. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi qua khu vực phía bên này nhé. Khu vực phía tiền sảnh của vườn hoa là chúng ta nhìn thấy chữ là Xuân Tân Sửu. Và đồi bên cạnh Xuân Tân Sửu cũng là hình ảnh của chiếc đồng hồ. Như vậy là phía mặt tiền là chúng ta sẽ nhìn thấy là hai chiếc đồng hồ hai bên, tân xứng hai bên. Thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp, trời xanh và nắng rực rỡ, thích hợp cho mọi người chúng ta đi du xuân cũng như là đi chụp hình với một cái không gian tuyệt vời như thế này. Bây giờ xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng di chuyển lên phía trên của vườn hoa để cùng nhìn ngắm nhá thêm nhé. Tinh 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 tèn, xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhìn ngắm vườn hoa rực rỡ của thành phố Quảng Ngãi. Khi mà bước lên cầu thang thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một cái điểm hoa rất là nhiều những cái loại hoa nè. Nó vừa xen kẽ nào có màu hồng, màu vàng, màu đỏ, rồi màu tím. Phía bên này cũng tương tự như vậy. Và tiếp theo thì khi mà chúng ta tiếp tục bước lên trên bậc tam cấp tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây cũng là một cái vòng hoa nè. Những cái bông hoa khác nhau với nhiều màu sắc rực rỡ được kết tụ lại với nhau như thế này. Cả nhà có nghe cái âm thanh của tiếng gì không ạ? Khi mà bước lên trên này thì chúng ta sẽ nghe rất là rõ âm thanh của tiếng nước phun nè. Đây là một cái vòi phun nước. Cả nhà chúng ta sẽ nhìn thấy. Bây giờ thì Kiều Anh có thể nghe rõ hơn được cái âm thanh của tiếng nước ở khu vực này. Đứng đây chúng ta có thể nhìn ngắm là vòi phun nước cùng mà nhìn ngắm những sắc hoa đua nhau rực rỡ, làm cho không khí của ngày Tết càng thêm rộn ràng háo hức hơn.
Bây giờ thì tụi anh sẽ đi vòng qua cái vòi phun nước này nhé. Phía bên này cũng là một cái tiểu cảnh khác nữa nè cả nhà. Hình ảnh của chú trâu nè, một cái hình ảnh rất là thân quen của người dân Việt Nam. Tiếp theo cũng là một hình ảnh rất là thân quen của Việt Nam, hình ảnh của những chiếc thuyền. Đây là đúng nghĩa là của chiếc thuyền hoa nè cả nhà. Vâng, trên những chiếc thuyền này thì các bạn chúng ta sẽ nhìn thấy là có hình ảnh của những chậu hoa nè, nhiều chậu hoa nè, rồi hình ảnh của bánh chưng. Tiếp theo đây là hình ảnh của những cái tòa nhà cao ốc đang khoác trên mình những chậu hoa vô cùng rực rỡ. Đứng tại vị trí này thì cả nhà quan sát là chúng ta có thể nhìn thấy được những cái bức tượng Phật ở xa xa, ở phía trên đó chính là hình ảnh của, chính là ngôi chùa cổ, là nơi mà mọi người cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là mọi người thường hay đi viếng lễ chùa để cầu chúc những cái điều tốt đẹp nhất cho gia đình, cho người thân của mình. Thưa cả nhà, thành phố Quảng Ngãi đang chúc mừng năm mới và tụi anh em gái miền Trung cũng chúc mừng năm mới cả nhà. Rất là cảm ơn cả nhà đã đồng hành ủng hộ em gái trong suốt một năm qua và rất mong nhận được sự ủng hộ của cả nhà trong năm Tân Sửu 2021 này. Một lần nữa xin được kính chúc cả nhà chúng ta sẽ có một năm mới thật hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video chia sẻ tiếp theo.